Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Công Vlog Bio của mình. Mình là Thành Công. Hiện tại là mình đang đứng trước buffet The Madrid, có địa chỉ là số 1 Sông Hành, xa lộ Hà Nội, quận 2. Và nó nằm tại Cantafield, tầng 6 nha các bạn. Và có một điều rất là đặc biệt tại cái clip này, đó chính là nơi đây sẽ là nơi tổ chức sinh nhật của mình và cũng như hai người em nữa sinh vào tháng 7. Đó chính là một bé tên Trang sinh vào ngày 9 tháng 7 và một bé tên là Cẩm Vân sinh vào ngày 26 tháng 7 và mình là sinh vào ngày 27 tháng 7 nha các bạn. Cho nên chúng mình quyết định tổ chức sinh nhật tại buffet The Madrid này nha. Thì cái buffet này là mình đi vào ngày cuối tuần nên có giá là 560 một người và chưa bao gồm thuế nha các bạn. Thì buổi trưa thì mình thấy có giá là 410 từ thứ hai đến thứ sáu và buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu là 530.000 một người nha các bạn, chưa bao gồm thuế nha. Lý do tụi mình chọn nhà hàng này, thứ nhất đó chính là giá cả rất là hợp lý và với bữa tiệc ẩm thực rất là chất lượng và phong phú với hơn 200 món ăn quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, món Âu, món Á, món nướng BBQ, hải sản, salad, tráng miệng, vân vân. Và tất cả các nguyên liệu và những cái đồ ăn ở đây là đều tươi mới và rất là ngon miệng nha các bạn. Và cái không gian ở đây là một điểm cộng cho tại cái buffet The Madrid này, đó chính là sở hữu không gian rất là lớn và có quy mô có thể chứa đến 750 khách. Đây là toàn cảnh không gian mà mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì ở đây rất là có những cái phòng riêng, phòng tiệc sang trọng, đa dạng sức chứa, làm hài lòng những cái người đến đây và những thực khách đi cùng với gia đình hợp nhóm tổ chức sinh nhật đãi khách và liên hoan. Hiếm khi có một cái buffet nào mà có cái phòng riêng như buffet tại The Madrid này tại thành phố Hồ Chí Minh, thì mình cho nên nhóm của tụi mình quyết định chọn cái buffet ở đây. Và không để các bạn đợi lâu nữa, mình rất là háo hức để giới thiệu tất cả những cái đồ ăn và hương vị tại cái quán buffet The Madrid này. Và một chút nữa thì các bạn sẽ thấy nhóm của tụi mình, từng thành viên của nhóm tụi mình sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật tại phòng riêng tại buffet The Madrid này nha các bạn. Và hiện tại là mình đang đi quay một phòng xung quanh tại cái buffet này, nó khá là rộng luôn các bạn ơi. Các bạn, những bạn nào mà đi ăn mà mang giày cao gót đó thì cũng chắc là cũng khá là đau chân đó, tại vì cái không gian ở đây rất là rộng và hoành tráng. Đây là những cái món hải sản nè, cái quầy này là quầy hải sản. Wow, rất là nhiều luôn, có salad, có những quầy nóng. Đây là xung quanh cái buffet. Đây là những món như là kim chi, nói chung là những cái thứ mà đồ Hàn Quốc. À đây, đây là sashimi, sushi. Wow, khá là nhiều nha các bạn ơi. Và một điểm cộng tại đây nữa là nhân viên phục vụ ở đây rất là dễ thương và ân cần. Ngoài ra thì họ chế biến thức ăn cho chính mắt của tụi mình thấy luôn. Đó, chẳng hạn như là cái không gian bếp nè, họ làm ngay trước mặt của mình luôn, cho nên là mình có thể vừa lấy đồ ăn và vừa ngắm những cái chàng trai đầu bếp siêu dễ thương này nấu nướng. Wow, đây là những tôm càng. Đây, cái quầy là quầy hải sản nha các bạn. Phía bên đây là cái không gian của những cái phòng mà để dành cho đặt tiệc. Thì nhóm của tụi mình đã đặt tiệc cái phòng 10 người. Đây là những cái phòng lớn hơn. Đây là cái
món mà nghiêng về ẩm thực Trung Hoa nè. Wow, ốc móng tay, sò, ốc bu, ốc hương. Rất bên đây là như là chuyên về các loại ốc. Bên đây là những cái bánh xèo, bánh pizza và những cái tô này, những cái canh súp này. Mình thấy có tô thì chắc những cái chỗ này là phở hay là bún gì đó các bạn. Còn bên đây là nước chè nha. Wow, khá là nhiều luôn các bạn ơi. Đi hoài mà mình thấy vẫn còn nhiều đồ ăn hoài. Đây là cái có tủ bánh kem nè. Nếu mà các bạn nào tổ chức sinh nhật ở đây mà quên mua bánh kem thì các bạn có thể lại đây mua bánh kem vẫn có luôn nha. Và bây giờ là mình sẽ bước vào bên trong cái phòng đặt tiệc của mình để gặp những người bạn. Đây là bé Thảo Trang và Kiều Anh, hai đứa em của mình. Và đây là mình đang đi lấy, bắt đầu cuộc hành trình đi lấy đồ ăn. Và mình bật mí cho các bạn, cái tông màu mà chủ đạo hôm nay của nhóm tụi mình đó chính là trắng kem nha các bạn ơi. Đây là những món ăn mình bắt đầu sẽ đi lấy, có mì tương đen vân vân, rất là nhiều luôn. Hải sản nè, cua ghẹ, càng ghẹ. Những thức ăn này còn nóng luôn nha các bạn. Các bạn có thể ăn tha hồ và thoải mái luôn. Ăn chừng nào no thì thôi. Đây là giống mì udon quá ta. Khá là nhiều món, không biết ăn cái gì. Đây là chén trứng. Wow. Đây là bé Thảo Trang, sinh cùng tháng với mình và sinh cùng năm 2004 nha các bạn. Đây là quầy sushi, sashimi, khá là nhiều loại. Mình thấy mình sẽ lấy mỗi thứ một ít để đem về ăn thử. Đây là sự xuất hiện của Ngọc Anh, một người bạn của mình. Và đây là hai đứa em. Hai đứa này là cũng chạc tuổi với mình đó các bạn. Sinh năm 2000 và 2002 nha. Rất là dễ thương. Chúng nó yêu nhau mà làm mình ghen tị luôn á. Nãy giờ chắc các bạn mình quay như vậy thì các bạn cũng thấy đó, tới hơn 200 món ăn lận. Mình không bao giờ mà mình kể hết tất cả những cái đồ ăn ở đây được. Và một điểm cộng tại đây đó chính là đồ ăn mình thấy cái hương vị khá là ngon và khá phù hợp với cái người Việt Nam của mình. Có thể là có những món rất là khó ăn và có những món là hợp khẩu vị. Cho nên đó, là nói chung đó, là đồ ăn ở đây mình cho là 9/10 nha các bạn.
tùy theo khẩu vị của từng người thôi. Bây giờ mình không thể nào mà đi ăn từng món và nói lên cái cảm nghĩ của mình được nữa. Tại vì ở đây khá là nhiều món luôn. Nhưng mà nói chung tổng quát là nhìn chung là ok, tuyệt vời, ổn. Đây là Kiều Anh, một người cũng ít ăn lắm các bạn à. Wow, đây là những cái đồ mà bỏ vào phở hay là bún á các bạn. Mình chưa giới thiệu những cái món tráng miệng cho các bạn xem nha. Wow, ở đây chắc cũng phải hơn 30-40 loại bánh tráng miệng khác nhau các bạn. Bánh bò, bánh su kem, những cái loại bánh lăng, kem, bánh bông lan, đủ thứ hết trơn luôn các bạn ơi. Và đây là mọi người đã bắt đầu tập hợp rồi. Đây là nhóm của tụi mình. À thì hiện tại là còn thiếu bé Cẩm Vân và gia đình của bé Cẩm Vân chưa có vào nha các bạn. Đúng rồi. Chào Kiều Trâm. Kiều Anh quay nhất. Quay chủ yếu là dân trưởng. Đang quay trở lại với kênh vlog. Chủ yếu là dân trưởng. Video 2. Giống gì đó. Sao vậy? Hiện tại thì mình đang bắt đầu thưởng thức những cái đồ ăn mà mình đã đi lấy rồi nha. Và mình khuyên các bạn á, các bạn thì lấy vừa đủ ăn thôi nha các bạn. Tại vì các bạn thấy ở đây khá là nhiều đồ ăn thì các bạn cũng không nên lấy những thứ mà mình không ăn được về nha, bỏ rất là phí luôn. Và hiện tại là gia đình của bé Cẩm Vân đã vào rồi nè. Và mình sẽ bắt đầu tổ chức sinh nhật và thổi đèn cầy nha các bạn. Đây cũng là bữa tiệc sinh nhật mình tổ chức cùng với một nhóm bạn và cùng tổ chức tại một cái nhà hàng buffet này khá là lạ phá, khá là vui. Thôi vậy mình uống đi. Vô. Tôi uống miếng cho tiêu hóa thôi. Vô. 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 Nè, à mình quên nói với các bạn một điều nữa, những chai rượu vang ở đây có giá cũng rất là vừa phải và hợp lý nha các bạn. Cho nên khi đến đây thì các bạn thưởng thức đồ ăn khá là nhiều rồi thì các bạn nên uống một tí rượu vang, nó sẽ làm cho các bạn sảng khoái và tuyệt vời hơn. Tạm thời kết thúc buffet The Marriott tại đây và cuối clip đó chính là một sự quẩy nhẹ của nhóm tụi mình đó nha. Em mời ba bạn.
Nói chung là một buổi sinh nhật rất là đáng nhớ và rất là dễ thương cute. Các bạn hãy nhớ theo dõi kênh Công Vlog Bio cho mình nha. Các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Vlog Công Vlog Bio của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.